Thảo xin mến chào quý khán thính giả thân thương của đài SBTN. Và cũng giống như hàng tuần mỗi thứ hai với chương trình Dr. Jacqueline Thu Thảo Show, cùng với người co-host dễ thương ngồi bên cạnh của Thu Thảo là Thúy Anh. Xin mời Thúy Anh chào đón quý khán thính giả thân thương của đài. Lần đầu tiên cho Thúy Anh gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Và Thúy Anh rất luôn vui khi mỗi tối thứ hai được gặp quý vị trên chương trình Dr. Jacqueline Thu Thảo Show. Hy vọng chương trình của dược sĩ Thu Thảo luôn đem lại những thông tin bổ ích cho quý vị khán thính giả. Chào Thúy Anh. Dạ, chào chị. Dạ, chị Thảo. Tức là chương trình của mình thì luôn đưa về thông tin khoa học về cách ăn, cách sống, chứ không chỉ riêng chi là thuốc. Thì mà em thấy bây giờ xã hội bây giờ, thời đại bây giờ, những cái hồi xưa mình nghe người ta bị heart attack hay là bị stroke rất là ít, nhưng bây giờ cái chuyện đó nó không còn hiếm nữa. Thì có lẽ những cái bệnh đó là những cái điều đó nó xuất phát từ bệnh tim mạch. Thì đúng theo thống kê thì Thúy Anh hỏi thì phải nói rằng là theo thống kê, nếu mà có một người thứ ba ngồi kế bên mình đó Thúy Anh, thì quý vị cũng biết rằng là một trong ba người sẽ chết vì bệnh tim mạch by the time họ 50 tuổi. Cái này là thống kê của Hội đồng American Heart Association. Do đó khi mà nói tới bệnh tim mạch đó, thì phải nói là ai cũng phải nên quan tâm tới. Lý do là tại sao? Là tại vì cái quả tim của mình đó, nó nhỏ nhất, một bộ phận nhỏ nhất trong cơ thể của mình, mà lại ngược lại là nó làm việc nhiều nhất trong cơ thể của mình. Mỗi một giây Thúy Anh có biết là nó pump ra bao nhiêu gallon máu? Thế anh không biết là một trái tim trong một giây nó pump được bao nhiêu gallon máu, nhưng mà thế anh biết nó là một bộ phận nhỏ nhưng là một chức năng rất là lớn. Đúng, thì phải nói rằng là quý vị thử cái tay của mình mà cứ co ra giãn vào 144 lần, thì làm một phút là nó pump ra 144 gallon máu. Wow. Trong cơ thể của mình, thì nếu mà tim mình ngừng đập mấy giây thì có thể là mình sẽ không còn thở nữa, đúng không? Yeah. Do đó rất là quan trọng khi mà nghĩ tới cái tim. Nhưng mà mình không thấy được là cái tim của mình nó ngừng đập hoặc là nó bị nghẽn ở chỗ nào. Tại vì sao mình không có nhìn vô trong cơ thể của mình được? Còn nếu mà em bị đau chân, sưng chân thì mình còn thấy được. Đó là lý do tại sao mà mình phải phòng bệnh, luôn luôn phòng bệnh với cái bệnh tim mạch. Và nó không phải riêng chỉ trái tim, tại vì tim nó hoạt động với một mạng mạch máu rất là chằng chịt trong cơ thể, từ gót chân mà cho tới đầu. Đúng. Thì nó rất là quan trọng vì nó bơm máu lên não và bơm máu đi khắp cơ thể. Vậy thì theo như em biết, có những trường hợp mà nó bị nghẽn mạch máu, thì hay là cái mạch máu bị vỡ hay là bị đứt, nó tạo ra chứng stroke, thì là lý do tại sao? Thì phải nói rằng là lý do là nguyên do là mạch máu. Thì bây giờ nói tới mạch máu á, là quý vị thấy cái này là tượng trưng cho cái artery của mình. Thì cái này cái demo nó nói là bình thường thì mạch máu nó chạy qua cái artery của mình, nó thông. Khi mà mình ăn uống hoặc là stress trong cơ thể của mình, là lo âu vân vân, thì thức ăn, nếu mà mình ăn đồ ăn mỡ màng và đồng thời là cơ thể của mình bị lo âu nhiều, stress nhiều. Tại vì stress là một trong những nguyên do lớn nhất mà làm cho cơ thể của mình bị bệnh nhiều. Thì nó sẽ có một cái màng vàng ngay chỗ đây nè quý vị. Thì quý vị sẽ thấy được cái màng vàng đó, nó từ từ nó lớn dần. Nó lớn dần để mà nó nghẽn đi cái... Và cái dung tích của cái mạch máu nó đi giảm lại. Nhỏ lại. Yeah. Thì là lý do tại sao mà mình bị stroke, heart attack, là khi mà nó nhỏ lại như vậy, từ cái bình thường mà bây giờ nó nghẽn như vậy. Dạ, chị, thì ngoài ra nghẽn nó làm cho dung tích của cái mạch máu nó nhỏ đi, thì nó có làm cho mạch máu nó bị giòn hơn, dễ vỡ hơn, đúng không chị? Đúng như vậy, dễ vỡ hơn, giòn hơn, và đồng thời là mỗi lần tim mạch của mình á, pump ra máu á, với cái dung tích nó nhỏ hơn á, thì cái pressure nó sẽ cao hơn. Áp suất máu nó sẽ tăng cao, cho nên là mạch máu nó sẽ dễ vỡ hơn. Và thưa quý vị, vừa rồi dược sĩ Thu Thảo có nhắc tới là trong thức ăn, nếu mình ăn mỡ màng nhiều, tức là chất béo nhiều, thì làm cho những cái chất béo đó, những cặn bã của thức ăn nó bị đóng lại trong mạch máu. Nhưng mà không có nghĩa hẳn là như vậy, tại vì theo như Thúy Anh biết á, thì những chất béo có lợi với như omega 3, omega 6, omega 9 thì là những cái chất béo có lợi, tại vì nó là các axit béo bão hòa. Thì là nó sẽ làm tan đi những cái chất mỡ xấu trong người của mình. Thì khi mà mình làm blood test đó Thúy Anh và quý vị, thì luôn luôn quý vị phải để ý và phải biết là mình bác sĩ đưa cho mình một cái tờ report thì trong đó nó có cái gì. Tại vì đừng có nghe lời bác sĩ là oh, it looks good là như thế nào.
thì quý vị phải coi là ok, còn nếu không thì cứ gọi cho Thu Thảo sẽ giúp cho quý vị đọc. Total cholesterol là tổng số cholesterol trong cơ thể của mình đó Thúy Anh và quý vị. Thì nếu mà trên 200 điểm á, thì có nghĩa là mỡ trong cơ thể của mình nó quá cao, là nó gây ra những cái bệnh liên quan tới tim mạch, tai biến mạch máu não, stroke, heart attack, nghẽn van tim, vân vân. Còn khi mà nói tới LDL á, là mỡ xấu, HDL á, là mỡ tốt, thì trong cái bản report đó quý vị sẽ thấy được, thì nếu mà HDL của mình á, mà trên 55 điểm á, cho đàn ông, hoặc là trên 50 điểm cho đàn bà, thì có nghĩa rằng là nó sẽ giúp bảo vệ cái tim mạch của mình. Thì một cách mà để giúp cho cái HDL của mình nó tăng trưởng nhiều á, để mà nó bảo vệ tim mạch của mình á, là bằng cách là uống thuốc bổ nho hoặc là uống rượu vang đỏ. Đó là nhưng mà cũng nhắc quý vị khán giả, uống rượu vang đỏ thì chỉ một cốc một ngày thôi. Đúng, đàn bà thì một cốc một ngày, đàn ông thì có thể tới hai cốc mỗi ngày. Nếu mà nhiều quá thì hại gan hại thận thì là sẽ không có tốt cho cơ thể của mình. Do đó bác sĩ nói là one glass of red wine a day is good for your heart. Nhưng mà thường thường Á Châu của mình đó Thúy Anh và quý vị đồng ý với Thương Thảo là không có có thói quen uống rượu vang đỏ mỗi bữa ăn. Người Pháp thì họ có cái thói quen đó. Do đó người Pháp là một trong những chủng tộc mà tuy là ăn nhiều bơ, nhiều chất béo, foie gras, liver của con vịt vân vân, thì họ vẫn là một chủng tộc bị cái bệnh tim mạch của họ vẫn thấp hơn những chủng tộc khác. Lý do là tại vì họ uống rượu vang đỏ mỗi bữa ăn. Dạ, thưa dược sĩ, là theo những nghiên cứu thì người ta, các nhà nghiên cứu nhận biết rằng đó là omega nó có rất có lợi không chỉ riêng cho người lớn mà nó rất có lợi cho sự phát triển và lợi ích cho sức khỏe của trẻ em. Thì nó có lợi như thế nào cho trẻ em và mình phải bổ sung cho trẻ em như thế nào? Thì phải nói rằng là khi mà Thúy Anh nói rằng là nếu mà muốn giúp cho cái bệnh tim mạch của mình, phòng ngừa bệnh, cái quả tim của mình nó làm việc được điều hòa, thì phải nói rằng là mình phải nghĩ tới rằng là uống omega dầu cá. Thì thường thường á, mình phải nghĩ tới là dầu cá nó từ đâu ra. Nếu mà mình ăn cá nhiều thì nó cũng tốt, là nó có những cái omega 3, 6, 9 vân vân. Để sao? Omega là nó đánh tan đi những cái chất mỡ xấu trong cơ thể của mình, do đó nó sẽ giúp cho bão hòa được, thải đi những cái mỡ xấu, rồi nó giúp bảo trì cho cái quả tim của mình được tốt hơn. Thì phải nói rằng là trong trẻ em á, để trả lời câu hỏi của Thúy Anh rất là hay, thì là thường thường trẻ em mình không nghĩ tới là nó sẽ bị mỡ màng, nhưng mà con nít, con của mình họ cũng vẫn, nó cũng vẫn ăn mỗi một ngày, đúng không quý vị? Nhưng mà trong cái chất omega 369 đó, nó có cái DHA và nó có cái EPA, do đó nó sẽ giúp cho não bộ của con em của mình nó làm phát triển tốt hơn. Do đó nếu mà Thu Thảo có con, bảo đảm là từ hồi 2 tuổi trở lên, nếu mà cháu nó nuốt được, là Thu Thảo sẽ mua omega có DHA để mà giúp cho óc não bộ của con của mình nó phát triển được tốt hơn, thông minh hơn. Do đó Thu Thảo khuyên nếu mà mình làm cha mẹ thì học hỏi được những cái thông tin này thì nên cho con em mình uống omega từ hồi nhỏ để mà giúp. Vậy là omega 3 nó có trên tác dụng trên đứa trẻ là nó giúp cho các neuron thần kinh phát triển và vận chuyển gluco là dưỡng chất chính để nuôi đến não bộ. Đúng. Vậy thì cái sản phẩm là, tại vì theo như em biết ngoài thị trường nó omega đó, cái viên nó bự, làm sao con nít uống được? Tại vì đôi lúc nó thấy, nó không có nghĩ đó là một thực phẩm chức năng mà nó sẽ nghĩ đó là một viên thuốc, mà trẻ em thì có rất là sợ thuốc. Đúng, đúng. Người lớn đôi lúc như thế anh cũng sợ thuốc nữa. Thì chị hướng dẫn nên cho em bé uống omega bằng cách nào? Thì phải nói rằng là đúng như cái câu cái thắc mắc của rất là nhiều bố mẹ, cha mẹ. Thì phải nói một công ty duy nhất mà Thu Thảo kiếm được đó là ở bên Sweden. Thì ông grandpa là ông ngoại của một cô bé 5 tuổi, vì có phong tục thói quen của họ là họ uống dầu cá, thì cô bé gái đó không có uống được cái viên dầu cá. Thì ông ngoại là một người chemist, là một người pha chế bào chế thuốc, thì ông ta đã sản xuất ra một cái loại omega mà nó có đầy đủ với cái tính chất là 2 DHA rất là cao, là có tổng cộng tất cả là 2000 mg của dầu cá, rồi DHA 650, rồi 350,
rồi omega 369 thêm 250 nữa. Rồi đồng thời là những cái chất mà nó giúp cho cái dầu cá nó không bị hư là vitamin E ở trong đó. Rồi nó có luôn cả vitamin D và vitamin C cho những trẻ em để mà giúp cho hệ thống miễn nhiễm của nó được làm việc tốt hơn. Do đó cái omega mà bằng gel rất là dễ uống, hoặc là bỏ vô trong yogurt cho con em của mình. Thưa quý vị khán thính giả, nhất là trẻ em mà nhất là trẻ sơ sinh thì cái lượng lipid dự trữ, tức là lượng chất béo tốt dự trữ trong cơ thể nó rất là ít, cho nên là quý vị phụ huynh không nên quên để bổ sung omega trong thức ăn hay là trong cái thành phần dưỡng chất mỗi ngày cho con của mình. Dạ thưa chị, thì bây giờ trở lại, omega có lợi như thế nào cho tim mạch đối với người lớn tuổi? Thì theo như khi nãy giờ chị nói là trong cái thành phần cholesterol nó có hai phần HDL và LDL, là một cái cholesterol có lợi, một cái có hại, thì omega nó sẽ giúp như thế nào ạ? Thì phải nói rằng là Thu Thảo sẽ trở lại để mà trả lời câu hỏi thắc mắc của Thúy Hanh, cũng là câu hỏi thắc mắc của quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài phần thông tin xương mại. Xin quý vị đừng rời máy. Xin cảm ơn.